xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Nói đến hợp tác xã Gia Phúc Sen thì ắt hẳn là anh chị nào theo dõi lâu kênh của bên em thì mọi người đều đã biết rồi. Thì hợp tác xã Gia Phúc Sen là một đơn vị rèn dao thủ công nổi tiếng, chuyên sản xuất các loại dao bếp, dao đi rừng và nông cụ. Hôm nay thì em Nguyệt sẽ giới thiệu đến mọi người một bộ ba món nhá, một bộ ba món mèo cầm chỉ size bản to này, size bản nhỏ và bản vừa nha. Thì mọi người nếu mà mình đang quan tâm đến những cái sản phẩm dao mèo đi rừng này, hay là mèo đi rừng, hay là mình đang quan tâm đến những cái mẫu để mình có thể đi picnic cắm trại, thì mọi người đừng bỏ qua những em này nhá. Ở đây thì em sẽ có một cây là 28cm và một cây là 20cm, một cây sẽ là 25 ạ. Đấy, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đấy là một cái mẫu mình sẽ chuyên dùng để đi phượt là chủ yếu. Thường thì em thấy là các anh đi phượt thì các anh thích những cái bản nhỏ gọn này, xinh xinh, thì mọi người nên chọn những cái mẫu như thế này. Đấy, nên chọn những cái mẫu như thế này đây ạ. Cái này có mã là M20D, đang có giá là 710.000 ạ. 710.000. Em sẽ giới thiệu mọi người đến đây là cái mẫu dao này, dao mèo bản rất là nhỏ gọn thôi, mọi người có thể mang đi theo, mình có thể là mang đi rừng này, mình bỏ ba lô, mình bỏ túi sách, nó rất là tiện. Và dao mèo thì nó rất là đa năng rồi, mình có thể mình mang đi mình chặt cây này, mình chẻ cành, mình vót tre, vót trông, hoặc là mình có thể là mình chặt được gà vịt, thái thịt được mọi người nhá. Đây ạ, em này thì sẽ có chiều dài lưỡi là 20cm, bản rộng ở đây là 5,5 này. Dày 4 ly vát đều về phần lưỡi như thế này. Dao mèo thì ở đây thì cái phần bụng này nó cũng sẽ hơi thuôn một chút và cái đầu này nó sẽ nhọn hơn. Đây ạ. Còn về phần cán này là cán gỗ cẩm chỉ nhá. Khâu và chốt ở đây thì sẽ là đồng thau này. Đấy, đồng thau nha. Đó, đây ạ. Cầm nắm thì ôm tay, con này thì nó nhỏ thôi, nó vừa phải thôi. Rất phù hợp để mình có thể bỏ túi sách, tại vì là nó không tốn quá nhiều diện tích mà nó lại còn rất là đa năng để mình có thể là mình mang theo mọi người ạ. Còn đây thì sẽ là vỏ của em dao mèo. Đây cũng cái phần vỏ này cũng sẽ là gỗ cẩm chỉ này. Đấy, gỗ cẩm chỉ nhá mọi người. Ở đây thì sẽ có tết dây mây này, tết dây gai và kèm theo hai cái đầu su may mắn như thế này. Đó, hai cái đầu su may mắn, và ở đây thì sẽ có một cái lỗ để thoát nước luôn, thì rất là tiện này. Khi mà mình đi có mưa gió hay là mình cũng không ngại là việc mà nước mưa nó đi vào xong nó kiểu nó bị ngập ấy. Đấy thì nó cũng rất là khó. Thì mọi người yên tâm là cái này nó là cái dòng thoát nước nhá. Em sẽ bỏ dao vào vỏ để mọi người nhìn rõ hơn cái sản phẩm này. Đấy. Đây ạ. Đây sẽ là cây 20 nhá. Cây này thì đang có giá là 710.000. Đấy, mình sẽ chuyên dùng để đi rừng, đi cắm trại, picnic. Đấy là những cái bản vừa phải, bản nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Còn nếu mà mọi người mà mình mà đi rừng mà mình muốn là nó to bản hơn một chút, đa năng hơn một chút, nói chung nó là một cái bản vừa để mình có thể là mình sử dụng được nhiều chức năng hơn ấy. Đấy, tại vì thường thì những cái mẫu 20 mình đi chơi, đi dạo thì mình chặt cây cũng rất là ok rồi. Nhưng mà chặt cây thì nó sẽ bị mất sức nhiều hơn so với những cái bản to như cái 25 với cái 28. Bởi vì là cái bản 20 thì lưỡi dài 20 khi mình chặt thì nó cũng sẽ rất là ăn cây. Nhưng mình chặt thì cái diện tích nó chặt vào cây nó sẽ ít hơn so với những cái bản to, nên chặt thì sẽ mất sức hơn một chút. Thì mọi người có thể là cân nhắc xem em 25 này hoặc là em 28 này. Ở đây thì em có cây 25 này, có mã là M25D, đang có giá là 790.000 ạ. 790.000 nhá. Lưỡi ở đây thì sẽ rơi vào 25cm, bản rộng ở đây cũng thế ạ, 5,5 này. Dày 6 ly vát đều về phần lưỡi như thế này. Đấy. Mặt nhám hai bên như thế này, và dao bên em thì tất cả đều có chữ HTX Gia Phúc Sen giật chìm và có tem chống hàng giả như thế này nhá. Mọi người khi mà nhận hàng thì mọi người có thể là dùng Zalo hoặc là dùng iCheck để mình check. Thật ra thì nhiều anh chị cũng có nói với em là Zalo thì chị nhiều lúc chị quét không được ấy. Thì cũng không biết là như nào, thì thật sự mà nói thì Zalo thì mình chỉ quét thì mình cũng chỉ quét được khoảng 3 lần thôi mọi người ạ. Đấy, mình chỉ quét được khoảng 3 lần thôi, còn đâu thì nếu mà mọi người mà muốn là check nhiều lần thì mình dùng đúng cái phần mềm iCheck nhá. Tại vì cái mã này chủ yếu là mình check bằng iCheck thôi, còn Zalo thì mình có thể gọi là mình có thể là mình quét được thôi, chỉ khoảng 2 đến 3 lần thôi mọi người ạ. Đấy, vỏ thì cũng thế ạ. Dạ. Đây cũng sẽ có tết dây mây này, dây gai như này, và thêm hai cái đầu su xinh xắn như này. Đấy, cây này thì mình chuyên để mình đi rừng này, đi cắm trại và mình chặt cây to, thì mọi người nên sử dụng những cái cây như thế này. Và những cái mẫu thế này mọi người có thể thái thịt này, mọi người chặt gà vịt chín này, rồi thì mình đấy, rồi thì mình đào đất đều được nhá mọi người. Đấy, đào đất đều được ạ. Đây là cây 25 nhá, đang có giá là 790.000 ạ. 790.000. đấy. Cái này thì nó sẽ dài hơn cái này 5 phân. Còn ở đây thì cái bản này nếu mà mọi người không thích cái cây 25 này, hay là thích to bản hơn một chút, không phải to bản mà là cái lưỡi nó dài hơn một chút, thì mọi người có thể là chọn sang cây 28 đây nhá. 28 ở đây thì em có mã là M28D,
đang có giá là 860.000 ạ. Đang có giá là 860.000. Đây là một cái mẫu da mèo bán rất là chạy ở bên em, và thường thì các anh rất là thích cái dáng này. Đấy, rất là thích cái dáng này, và nhiều anh chị mình còn ngỏ ý muốn đặt hàng 30-40 cm. Nhưng mà thực tế mà nói thì bên em không được phép sản xuất, do là nó dài quá, nó kiểu vũ khí rồi, bên em không được phép sản xuất mọi người ạ. Đấy, nên là cái size này là cái size to nhất của bên em rồi nhá. Ở đây thì cán này thì rơi vào khoảng 12,5 cm. Đấy, khâu và chốt là đồng thau này. Đấy, lưỡi ở đây dài 28, bụng bầu ở đây sẽ rơi vào khoảng 6 cm. Còn đây sẽ là 6 ly và bát đều về phần lưỡi như thế này ạ. Đấy, cũng có tem chống hàng giả và có chữ HTX Capux Sen dập chìm. Về vỏ thì nó cũng như thế ạ. Đấy, nó không khác gì cả. Nhưng mà gỗ tự nhiên ý, thì ra là mỗi cây nó sẽ lên một vân khác nhau. Đấy, mỗi cây nó sẽ lên một vân khác nhau. Cái này thì bên em có đan vào rồi nên là mọi người yên tâm nhé. Ok. Mọi người ơi, nếu mà mọi người mà đang mà đi rừng mà mọi người chọn những cái mẫu mà để mình chuyên đi cắm trại đi picnic mà bản to ấy, thì mọi người nên lựa chọn những cái em như thế này. Đấy, mọi người nên lựa chọn những cái em như thế này. Tại vì là nó bản nó to ấy. Đây, tại vì nó to bản ấy. Đấy, nó to bản này, xong rồi mình cầm nắm thì nó đầm tay hơn. Tại vì nhiều anh thì mình cắt cây mình muốn là cái bản nó đầm tay hơn một chút ấy. Đấy, thì cây này là cây 28 cm mọi người nhá. Đang có giá là 860.000 ạ. 860.000 thì em vừa giới thiệu đến mọi người, đấy là bộ 3 cây da mèo bán rất là chạy ở bên em. Nó là cái kiểu bản truyền thống rồi. Mọi người quan tâm đến cái sản phẩm nào thì mọi người có thể là để lại giúp em số điện thoại, hoặc là gọi cho em theo số 0987 240 733. Đó, thì vừa rồi em vừa giới thiệu đến mọi người 3 mẫu da mèo. Mọi người mà quan tâm đến sản phẩm nào thì mọi người vui lòng để lại giúp em số điện thoại, hoặc là gọi cho em theo số 0987 240 733 để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất có thể mọi người nhé. Hoặc là mọi người có thể tham khảo thêm trên website của bên em là giaophucsen.vn hoặc là htxgiaophucsen.com. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào.